Chào anh trai nha, chúc anh nhiều sức khỏe và sớm tìm được xe ưng ý. Thì em lên anh một số mẫu xe 7 chỗ nha, như Captiva mới lấy về nè, Captiva 2009 anh chị, máy mới nha, phơm mới luôn. Xe này để anh 235 triệu, mua về là sẵn đi, phơm dán đẹp nha anh trai nha. Đây là xe anh được ủng hộ đời 2009, nó giảm đi những tính năng hao điện rồi đó, bỏ những tính năng hại điện ra đó, 2009 đèn mới đó. Xe này thì đẹp anh chị ha, nhân viên lắp cửa rồi. Xe này để anh mình là 235 nha. Innova Z nè, có cũng thích nè xem ha. Innova bên mình mời mới về thêm tiếp nữa, bên này thì về còn con này thôi. Con này để anh em mình 179 ha. 2.7 phom mới, phom bự á. Ở đây hiện có Vinger nè. Vinger gia đình đời 2009 anh ha. Xe rin 100%, keo chỉ rin luôn, sơn rin còn khoảng 70-80%. Máy số gầm êm, mua về sẵn đi ha. Gầm cao, hai dàn lạnh. Nội thất ngoại thất rất là đẹp ha. Trang bị túi khí an toàn hắn ABS nè. Hai dàn lạnh riêng biệt luôn nè, dàn ghế và bọng túc lô rất là đẹp luôn. Về lượng tới tóc có hạn cho nên không có quay về dòng được. Anh em nào muốn xem biết chi tiết hơn thì vào YouTube Thành Bến Tre nha. Xe Vinger này rất là đẹp luôn á, để anh mình 198 triệu. Rồi Everest 2.7 luôn, Everest 2.7 để anh mình 180 2.7 ha. Dòng Everest này thì chạy bao bền nè, kho mà túi khí nè, hai túi khí và hắn ABS đầy đủ nha. Phom dán đẹp, đầu bự đích bự luôn, chụp chân và hòn luôn. 180 triệu ha.